Kẹo nó được rồi nha. Kẹo nó cũng là nó thế đấy. Chắc quả vào đâu nhỉ? Nở ra phát rồi. Không, không tụt được. Đâu con cái mà nó lôi được tụt đấy. Không tụt được, hết cỡ rồi không tụt. Bao giờ nó sẽ rằng nhau, nó còn đi nó cả đoạn đường, trên đường nó được. Trời, mấy giây phát là vào ngay được nhỉ? Hay rồi. Anh Sứ ơi, anh Sứ ơi, cho bớt đi, cho độ 6 tạ thôi nhé. Hôm nọ cho 20 thúng à? Cho bớt đi độ 3 thúng đi. Như này 15 phút cơ. Mông con này mình cao hơn đoạn. Làm sao để biết bây giờ mà nghỉ hôm sau mà có phải nhảy được không? Hôm sau cần nữa rồi. Thôi ạ. Hoang mềm rồi mà. Như em mà đậu là đậu, không đậu là thôi. Em có cúc cờ thế thì tháng sau đi tơ, không biết có phải đỡ này không? Có khả năng. Đỡ thì nó dễ hơn nhỉ, đỡ thì nó dễ vào hơn nhỉ. Nhưng mà để tự thì chắc là chưa chắc đâu. Quay ngắn không?